Chương một. Nới sức mạnh bắt đầu. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc ngày ngày 2 tháng 2 năm 2017, tuyên quang City, dưới đây là dòng nhân vật chính tự kể, xin được giới thiệu với mọi người, tên tôi là Dê, là một học sinh lớp 11 bình thường như bao người khác, tính tình hiền lành, không thật thà lắm nhưng tốt bụng, Tôi có hai thằng bạn thân tên L và H, thân ai nấy lo, đùa thôi nhưng chúng tôi chơi thân nhau lắm, tính ra cũng phải được 7 năm rồi, chúng tôi học cùng lớp nhau, trong ba đứa có lẽ tôi là đứa học kém nhất và cũng là thằng FA duy nhất trong nhóm, hai thằng kia có người thương hết rồi, thế nên tôi mới là thằng chơi game giỏi nhất nhóm, game nào cũng hay, chúng nó còn phong tôi làm anh hùng bàn phím của lớp nửa cơ, vào một ngày chủ nhật đẹp trời, hai thằng bạn thân rủ tôi đi cắm trại ở một ngọn núi gần thành phố chúng tôi tụ tập và khởi hành vào lúc 8 giờ sáng. Đi được 2 giờ thì đến nơi, chúng tôi gửi xe và bắt đầu leo lên ngọn núi đó để cắm trại. Sau khi cắm trại và ăn uống xong, thằng L rủ leo lên tiếp đỉnh núi để ngắm cảnh. Chúng tôi leo lên đỉnh núi mất khoảng 1 giờ, phong cảnh lúc này thật hùng vĩ, bao la, rộng lớn, đang mãi mê ngắm thì thằng hát bảo, nhanh rồi về đi chúng mày, sắp tối rồi đấy chúng mày, L, từ từ, làm méo di mà vội chúng tôi bắt đầu xuống núi để đi về trên đường xuống chúng tôi nhìn thấy một cái hang vì hay tò mò nên tôi bảo vào thử cái hang kia xem nào chúng mày biết đâu có di hót thì sao hai đứa nó cũng đồng ý nên chỉ nói là vào một lúc xong về thôi ai biết rằng cái lúc vào hang đó cuộc đời của ba đứa tôi sẽ thay đổi nhiều đến thế định mệnh đã vẫy gọi chúng tôi vào đó khi mới bước vào hang cảm giác thật lạnh lẽo lạnh đến tận sóng lưng lại còn tối nữa chứ hay đi về đi bọn mày Tối thế này đi thế nào được nữa, L, mày cứ đi đi xem nào, có tao ở đây rồi sợ cái gì nữa, chúng tôi tiếp tục đi sâu vào trong hang để khám phá, nhưng do tối quá nên không thể đi sâu hơn nữa, trong lúc chúng tôi đang tính ra về thì trời đổ mưa to, sấm sét đùng đùng, nên tôi bảo, chờ ngất mưa rồi hẳn về chúng mày ạ, à. chúng tôi đành ngồi lại trong cái hang trú mưa. Trong lúc ngồi chờ đợi đó, tôi đã vô tình chạm phải một viên đá gì gì đấy, bỗng dưng cả cái hang sáng dựt lên như ban ngày. Xung quanh bọn tôi có 12 viên đá hình thoi, mỗi viên một màu ánh sáng khác nhau, trông rất trực trở, L. Con lợn gợi tình gì đang xảy ra thế? Hát, kệ đi, bê mấy viên đá kia về rồi tính, tôi, âm, um, âm. Um. Một cơn sét đánh xuống tưởng chừng ngay trước mắt làm bọn tôi ngất xỉu, khi tỉnh dậy chúng tôi nhìn lại cái hang, nhìn xung quanh và không thấy gì khác lúc mới vào cả, toàn bộ sự việc diễn ra trong nháy mắt làm chúng tôi cũng thể nào mà hiểu được chuyện gì đang xảy ra nữa, L, a à, em mình vừa ngủ mơ à, chúng em mờ có thấy mấy viên đá lấp lánh kia co. Hát đem mấy viên đá ấy về bán chắc thành tỷ phú đấy, tôi. Cả lũ phê lá đu đủ hết rồi, thôi ra khỏi cái hang này nhanh lên còn về, sắp tối cơ mờ rờ kìa, chúng tôi nhanh chóng xuống núi rồi đi về nhà. Trên đường đi vẫn cứ nghĩ đến mấy viên đá lấp lánh và phân vân lúc đó là thực hay là mơ nữa, tôi, chúng mày có nghĩ lúc nãy là mơ không, L, chả biết đầu tao vẫn đang quay cuồng đây này, hát, bê được mấy viên đá lúc nãy thấy đem về bán thì tốt, tôi, cái thằng ngu này. Mày không nghĩ được cái gì ngoài tiền à hát, tiền là tiên là Phật mà, sao mà không nghĩ? L, thôi mày nói với thằng đầu tôm ấy làm gì, nghĩ xem tí về nhà nói với phụ huynh như nào đi, về muộn vật L, từ đó, chúng tôi không tranh luận nhau nữa mà nghĩ xem tí về nói với bố mẹ như nào. Lúc này thì thằng nào về nhà thằng đấy thôi, chứ không lượng lờ ở đâu nữa. Khi về đến nhà mẹ tôi có hỏi sao về muộn thế, tôi chỉ bảo là xe tôi bị hỏng nên mất thời gian để đem đi sửa, mẹ tôi cũng không nói gì. Sau khi ăn cơm, tắm rửa và soạn sách để mai đi học xong, tôi lên giường nằm, suy nghĩ về những chuyện xảy ra lúc ở trên núi, trằn trọc mãi một lúc, tôi chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không biết, đoạn này là trong mơ nhé. Trước mắt tôi là L và H, chúng tôi đang ở trong một không gian kỳ lạ, xung quanh chỉ toàn một màu trắng lóa không có gì khác nữa, đang ngẩn ngơ không biết chuyện gì xảy ra, không biết tại sao mình lại ở đây, không biết tại sao lại có cả thằng LVSH nữa thì đùng một cái, một con rồng. Khổng lồ to như cái tòa nhà 20 tầng xuất hiện, đôi cánh của nó nhìn sơ qua thì dài cả trăm mét ý chứ, và con rồng lúc trong suốt lúc đen ống ả lại, con rồng tỏa ra một luồng khí rất đáng sợ, L, trời con khỉ gió gì mà to thế. Mặt thanh niên xanh nhắc lên. Mô thơ ốc gốt. Quần hơi ẩm ẩm tí. Tôi, đứng im như trời trồng luôn, có khi còn thở không ra tiếng ý. L, thôi mẹ ơi, đêm nay con không về rồi, chúng tôi mặc thằng nào cũng trắng bệt ra, có khi cắt còn không ra máu ý chứ. Trong lúc đầu óc còn đang loạn hết cả lên, thì con rồng kia lên tiếng, tạm ghi lời nói của con rồng là CR nhé. CR, chào những người được chọn, ta là thần vũ trụ, là người đã tạo nên cả giải ngân hà này, hân hạnh gặp mặt trong khi con rộng lịch sự giới thiệu, thì chúng tôi thằng nào cũng loạn hết cả lên, tôi gào lên, ôi mẹ ơi, nó còn biết nói tiếng người kia, à nhầm tiếng Việt kia. L, thôi đêm nay đéo về thật rồi, hát, lạy chúa, lạy trời, lạy đất, ước gì đây là mơ, ước gì con còn sống, CR, thì đây là một giấc mơ mà, các cậu bình tĩnh nghe ta nói đã, ta không làm hại các cậu đâu. To bè con tin, chuyện này do mình nghĩ ra trong lúc ngồi ngẩn ngơ chả biết làm gì rồi ảo tưởng ra thế này các bạn nào đọc thấy không hay đừng gạch đá nhé, mà những phần sau sẽ có một ít liên quan đến game liên minh huyền thoại đấy nhé, bà không kiểu như hành trình huyền thoại đâu, s -o -i -l -E -R. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.